Nam mô Bụt Hài Nhã, Nam mô Tham Mai Nhã, Nam mô Sang Khai Nhã. À, trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. À, hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trong câu Phật ngôn 206. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratana Taya Sawandami Uthomahesi Arang Tathagato Lokutamo Sapagaru Hichetakolo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Từ để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ vi yá tá sá sá thú nô lô ca nam mân thát sá vi nà ca rô cô sá bà nhu bú tháp bà tí phú sanh nhát đà âm tăng ná ra pù. Cha này giá cần Pháp bảo với những ánh vàng, như là ra sáng, vạt màng, vô minh, phá tan, lầm lạc chuyển sinh, đại dương Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khu, quý sư thô, chú gá tá, sá sá, quá cô, xích khá, chú ca mù, quá rá thầm, mát xích khá cô, niềm đà, bát sân ca, đi á nà, đá rô, quá rô, quanh đà, mát hành tăng, đá rá pù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đảnh cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana taya te che na sik kha me e tu wa tha nan ta sa bi a nu pa we na sa ha sa ye na sa cha tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Nhã. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 216. Với câu Phật ngôn này chúng ta chỉ học có một chữ Tân Hài Nhã, còn bao nhiêu thì giống hệt nhau ha. Tên hai giá câu số 1, tên hai giá câu số 2, tên hai giá câu số 3. Một câu có 4, một bài học có 4 câu, nhưng mà 3 câu đã là có chữ tên hai giá. Vậy thì cái chữ tên hai giá này xuất thân từ đâu? Do cái từ tên hà. Đây là một danh từ nữ tính. A karan ta ithi linh ga. Và tanh ha này được chia theo cách thứ năm xuất xứ cách, tức là tanh chấm ý vì phát thi e ka wa ta na. Cho nên chữ tanh ha nó biến thành tanh ha ya. Tanh ha ya có nghĩa là từ gì? Từ tham ái. Từ tham ái mà sinh ra sầu ưu, từ tham ái mà nó sinh ra sợ hãi, từ tham ái tức là ai giải thoát từ tham ái ha. Rồi không có sầu muộn, không có sợ hãi ở đâu hết. Như vậy thì bài học này rất là rõ, học có một chữ thôi ha, chỉ tâm hà. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà phân tích từ thì quý vị thấy cũng đã trải phần này và chỉ khác nhau có một từ, dễ quá ha, rất là dễ cái bài học này. Vậy thì bây giờ rồi Siết Mê Ta có ý kiến à, xin mời. Nam mô Bụt Hài Nhã. Dạ con, con xin có câu hỏi với ngài như thế này. Từ cái câu 212
cho đến câu 216 hôm nay đó, thì con thấy là những cái từ nhỏ lại chút không? Dạ, con thấy từ câu 212 thì cái từ là bí gia tô, rồi câu 213 là bê má tô, câu 214 là rá tí già, rồi 215 là ca má tô, và hôm nay là tan ha giá. Thì những cái từ này nó có giống nhau hết không sư? Thì con thấy là bí ma tô là sự yêu thích, sự yêu mến, rồi bê ma tô là từ sự ái luyến, rồi rá tí gia là luyến ái, rồi ca ma tô là ái dục, rồi bây giờ hôm nay là sự tham ái. Thì những cái từ này có giống nhau không? Dạ con bạch ngài, con chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài. Sa thu Sik Mita. Tại sao chỉ có một từ nhưng mà nó hơi giống với nhau. Cái này nó gom chung vô gọi là phẩm hỷ ái bí gia quốc gia, tức là nó giống với nhau, tương đương xem với nhau. Cũng như Việt Nam mình một cái vị trí, một cái địa điểm, một cái thời điểm mà người ta nói tới ba ý nghĩa: nửa đêm, giờ tí, canh ba. Nửa đêm, giờ tí, canh ba cũng là 12 giờ khuya. Thì thay vì người ta nói 12 giờ khuya đi, nhưng mà họ không nói vậy, họ nói nửa đêm, họ nói giờ tí, họ nói canh ba, thì cũng cùng một cái vị trí đó. Cho nên phẩm hỷ ái quốc gia tức là một đoàn, một nhóm, nó giống với nhau. Quốc gia, cái từ quốc gia tức là nó đi theo một cái đoàn, bà con dòng họ nó đi chung với nhau. Còn không phải là máu mủ ruột gà thì nó đuổi ra ngoài. Thì ở đây cái phẩm quốc phẩm hỷ ái này, tức là chịu phí giá này, thì có những cái từ đương tương đương pe mato ratiya tanha vân vân, thì nó đi chung với nhau. Nhưng mà rồi cái duyên sự nó lại khác, cái duyên sự nó lại khác, tức là tùy trường hợp để Đức Phật ngài sử dụng cái từ không có trùng nhau, không trùng nhau. Thì sự thắc mắc của chúng ta đó cũng là một cái điểm rất là quan trọng, bởi vì trong cái phẩm này có những cái từ nó tương đương với nhau. Thì ca má ha, chữ rắc tí ha, rồi bê má ha, rồi pi giá ha, rồi bây giờ đây là tanh hà. Nó tương đương với nhau, chứ cũng nếu mà không bà con dòng họ thì nó không đi vô cái quốc giá này, cái phẩm này. Bởi tương đương cho nên nó đi chung với nhau, gọi là cái phẩm pi giá quốc giá, phẩm hỷ ái. Vậy Sik Mita còn thắc mắc không? Alo. Hôm nay về đây mấy con gà nó quậy rồi. Hay trên cái tinh thần nó cũng biết cái vấn đề, coi như tuổi thọ không bao lâu. Nó ngủ dậy buổi sáng là nó hỏi ai muốn kho thì kho, ai cũng chưa, ai muốn kho thì kho. Bảo đảm trước sau gì nó cũng vô nội. Rồi Sư Sư Khá cười hay là cười lúc khá đi. Rồi thôi bây giờ học ha. Phương pháp giờ chúng ta học nhanh một chút, bởi vì giống nhau chỉ có khác một từ, một chữ thôi. Tanh hà yá cha yá tí sô cô, tanh hà yá cha yá tí sô cô. Cha giá tì á, chứ không phải cha giá tì. Tân hài giá cha giá tì sô cô. Tân hài giá cha giá tì sô cô. Rồi bây giờ phân tích từ câu này.
Sĩ chuyên 319 đề tài lên để phân tích cái câu giới thứ nhất sư là sao. Đề tài lên muốn nói gì nói cho nó rõ ràng, chứ còn chát chát này như kiểu này là thấy thua. Sát sanh hả? Cái đó từ từ đi. Khi nào mà coi như học xong rồi cái phần thao luận đó, muốn hỏi gì hỏi, còn bây giờ học là học, cái gì ăn ăn, cái gì cúng cúng, đương ăn mà cúng đâu được, đương cúng mà ăn đâu được. Bây giờ học phân tích trường hợp đoạn hợp. Câu đầu tiên, tại nó khó khó hả? Trời ơi, nghe nói gà cái là thấy sáng mắt lên, quên luôn cái câu đầu tiên này. Tanh ha giá cha giá tì sô cổ, trường âm đoạn âm sao? Rồi mời bàn tay, đưa bàn tay lên, rồi phân tích câu này, trường âm đoạn âm. Thầy khô đê, nghe thấy thấy có thịt gà cái là sáng mắt là quên luôn cả bài học hay sao đây, không biết nữa. Rồi xích duyên, rồi bàn tay đâu đưa lên, hỏi câu đầu tiên này, cứ đem con gà ra mà nói chuyện. Rồi vậy thì sao đây, chúng ta chỉ có một đề mục thôi, học là chỉ biết học thôi, còn cái chuyện bên ngoài gặp bố bên. Rồi cầm micro được không, nữa thêm một người, thêm mắm dặm muối vô nữa, muốn xé file xé đồ nữa. Trời thôi từ từ đi, học rồi cái mới ăn. Rồi xích kim, cầm micro được không, lâu quá rồi. Rồi bây giờ thầy chậm quá, để xích kim đưa tay rồi nè. Dạ, nếu mà cô nào đó mà sư muốn mời, để con coi sư nào nha, cô nào nha. Cô Duyên đó, cô Duyên muốn lên đi xuống, cô Duyên lên nha. Ok. Alo, câu đầu tiên phân tích mời xích duyên ha, nhưng mà xích duyên đưa qua cái đề mục là con gà, rồi gây xích kim cũng tham gia, rồi tới bây giờ xích mấy ta cũng nói ai cắt cổ đây nữa, trời đất ơi, đọc vô mấy câu này, tanh hà gia chài gia ti sô cô, trường âm đoạn âm thế nào, xin mời xích duyên. Mô Phật, con chào sư, con chào cô Nhật Quỳnh, cô Mát Ta, cô Kim và mọi người. Cái câu này, ok, con ráng, con đọc. Anh há giá, cha giá tí, sô cô. Trong này có hết là 8 nguyên âm và con chỉ biết là có 8 nguyên âm và một nguyên âm dài. Con có sai hay sư sửa, con chỉ biết nhiêu đó bộ phận. Alo, chết cái gì mà chết, cái hù con người ta không biết rồi, ai dám đưa tay lên để mà sinh hoạt mà. Nói cái câu này là một câu có 8 nguyên âm, nghĩa là trong này không phải là nguyên âm không mà có phụ âm nữa, nguyên âm phối hợp với phụ âm nó mới ra câu, ra chữ, ra ý nghĩa, chứ còn nếu mà nói nguyên âm không thì không có ý nghĩa gì hết. Như vậy mà dám bị em khoe, ô cô Nhật Quỳnh dạy con học Pali,
Trời ơi, như vậy là cô Nhật Quỳnh, cô hướng dẫn sao để về sức duyên mà làm kiểu này thì quê quá hả? Rồi là sao hỏi lại sức Nhật Quỳnh á? Rồi thấy người ta khóc rồi kìa, nói sức Nhật Quỳnh coi như hướng dẫn con rồi phân tích trường âm đoạn âm, bây giờ coi như đọc ngon là lắm. Ai ngờ lên cứ nhớ con gà không mà ha, nghe con gà nó cái gái riết rồi cái là bây giờ phân tâm đoạn thịt gà ấy á. Trời ơi chán quá đi. Cái câu này thôi, sĩ số cá ơi, vui và khổ, buồn và khổ, buồn và vui, bây giờ lên phân tích lại để cho sinh viên nắm nắm vững vấn đề chứ. Ai nói cái câu này tám nguyên âm kỳ quá. Rồi sĩ số cá ơi, nè sĩ lên phân tích rõ ràng để cho sinh viên coi như nắm bắt ha. Rồi xin mời. Alo. Con lâu lâu con cũng mới vào Zoom nên là con thấy khó à? Dạ, thôi con kính tri ân sư đã gọi con lên phân tích. Hôm nay chủ nhà đi vắng nên là con phải vào sớm. Dạ, cảm ơn cô Metta, cô Nhật Huỳnh, cô Kim cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lệnh lễ thượng đại trí đức cùng chư tôn đức tăng. Dạ, con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích đoạn số 1 của câu kinh Pháp Cú số 216. Thanh Ha Giá Cha Giá Ti Sô Cô. Dạ, Tăn là trường âm nhấn, Ha là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Cha là trường âm thông thường, Giá là đoạn âm, Ti Sô Cô là trường âm thông thường. À, câu này có hai loại trường âm, là trường âm nhấn và trường âm thông thường, một trường âm nhấn và năm trường âm thông thường, còn có hai đoạn âm ạ. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, alo, ôi sức kiên tăng hoa nhiều hoa, rồi sức Meta, sức Nhật Quỳnh, vậy đâu có sẵn cái gì đâu sai. Lâu lâu mới vô mà vẫn chính xác như thường ha. Còn cố gắng cả một tháng trời mà lên phân tích câu này coi như chắc là nhớ con gà con gái ha, cho nên bị phân tâm ha. Rồi sư duyên thấy sư số khá phân tích như vậy có thấy rằng tiếp thu được hay là không? Alo, sĩ Duyên. Sĩ số ca phân tích rõ ràng, chính xác, bông hoa tặng nhiều như vậy đó. Rồi, sĩ Duyên nghĩ sao? Cả thấy nghe thôi hả? Nghe ai cũng nghe hết đó, trong room này ai cũng nghe hết đó. Nhưng mà, rồi đưa tay phân tích nữa, trời ơi, cái này mới ngầu quá. Dạ, mô Phật. Con không biết là mình phải phân tích từng chữ giống vậy. Con chỉ tưởng đâu là sư hỏi là bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu đoạn âm hay trường âm. Thì theo cái con học con biết thì con phân tích giống vậy. Chứ con không có... biết là mình phải phân tích từng chữ giống như là chữ giá trong cái chữ đó thì có phần có cái
con không biết kêu là cái gì, trường âm nhấn. Nói chung là con mới học, không sao, con sai con sửa. Cô Kim cười cũng được, không sao, chết chắc cũng được, cũng không sao. Không biết sai, nếu mà mình cứ nghĩ là mình đúng thì mình đâu biết chỗ nào mình sai để mình sửa. Thì sư cứ sửa, con không có sao hết. Quê cũng được, không sao cả, đâu có gì mà quê. Mình học thì mình phải sai, thì người ta dạy thì mình phải phải biết sửa chứ, đâu có gì đâu sư. Con xuống đi. Sa thủ, sa thủ, xin duyên. Chúng ta học trong cái tinh thần cởi mở, vui vẻ mới học. Nếu còn trang nghiêm quá, khô khan quá, chúng ta sẽ nản. Chính vì vậy, cho nên trong cái không khí này, để cho quý vị có một cái sự thông cảm. Bởi vì Pali nó rất là khô khan, cho nên những cái lời trình bày của Sĩ Duyên rất là đúng với cái ý của chúng tôi. Có nghĩa là phải thông cảm cho nhau, vui vẻ với nhau, để chúng ta tiếp thu nhanh hơn, dễ học hơn. Rồi, như vậy là Sikha Sukha đã trình bày, và Sikh Kim, Sikh Meta, Sikh Nhật Quỳnh chấp nhận cái câu này là một câu chỉ có một trường âm nhận, đó là chữ Tanh. Rồi năm trường âm thông thường, đó là chữ Ha, chữ Cha, chữ Ti, chữ Sô, chữ Cô. Và hai đoạn âm đó chính là chữ Giá và chữ Giá. Tức là trong cái câu này có hai cái giá, mà hai cái giá này nó thuộc về đoạn âm. Còn tới sáu trường âm, sáu trường âm, trong đó một trường âm nhấn, năm trường âm thông thường. Như vậy chúng ta dứt điểm câu số 1 ha. Rồi, bây giờ ôn lại câu số 1 như vậy đó. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Câu số 2: Tanh hà ya cha ya ti pha dần. Tanh hà ya cha ya ti pha dần. Tanh hà ya cha ya ti pha dần. Rồi, với câu số 2 này, cũng 8 từ giống hệt như là câu số 1. Nhưng mà sự phân biệt để cho chúng ta biết trường âm và đoạn âm câu số 2 này cho chính xác, giọng đọc của chúng ta được ổn định ha. Bây giờ câu số 2: Tanh hà giá cha giá tì phai dần. Câu này quý vị thử lại cái trí nhớ của mình, thấy rằng câu này có bao nhiêu trường âm thông thường. Trắc nghiệm ha, bao nhiêu trường âm thông thường. Đó là người ba, người hai, không có thống nhất gì hết, không có đoàn kết gì hết. Ai cũng nói ba hết, chứ không, mình Sích Nhật Quỳnh nói hai. Rồi cái muốn gạt bẫy người ta mà, để cho Sích Kim bất chước. Quên, cho Sích Duyên bất chước, rồi cái cũng chấp lên số 2 nữa. Bởi vì coi như ủng hộ Sích Nhật Quỳnh. Nhưng mà trả lên số 2 rồi cái trả lại số 3 ha. Trời ơi, bỏ chạy ha. Mới có một câu em thấy khó khăn quá, rồi tưởng là bỏ của chạy lên người chứ. Ai ngờ chạy ra lấy trấn chạy vô ha. Rồi trời ơi, cũng trả lên số 3. Ủa, mà ba nói gì bao nhiêu trường âm thông thường ha. Tức là chữ Ha là 1 nè, chữ Cha là 2 nè, chữ Tí là 3. Chính xác, ba trường âm thông thường. Rồi, tìm được ba trường âm thông thường rồi ha. Đó, thấy vậy, đánh đây cái chữ vậy là thấy an toàn rồi đó. Chính xác rồi ha. Ha, Cha, Ti, đó là ba trường âm thông thường. Rồi, bây giờ hỏi bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Rồi,
Như vậy là Sít Kim này, Sít Nhật Quỳnh này, Sít Minh Ta này, Sít Xu Khá này, nó có một và Sít Duyên tìm không ra ha. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tức là cái trường âm đó có cái nút ruồi hay là có chữ M có dấu chấm thì chúng ta thấy đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và trước nó là những nguyên âm A, I, U. A, I, U một ý hả? Một ý là ra à, trước cái M có dấu chấm đó à, có cái nguyên âm A, tức là những cái nguyên âm đoạn âm. Nguyên âm đoạn âm có ba nè, A là một, Ý là hai, U là ba. Nếu đứng trước M có dấu chấm thì chúng ta gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó chính là chữ dân ha, chữ dân. Rồi chính xác, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bao nhiêu đoạn âm trong câu số 2? Bao nhiêu đoạn âm trong câu số 2? À. Rồi sao cái đoạn âm bộ tìm lẹ quá ha, tìm nhanh hơn Sít Nhật Quỳnh ha. À, Sít Duyên nó có ba trường à, ba đoạn âm đó là chữ giá. Trời ơi, câu số 2 chưa xong chạy qua câu số 3. Câu chưa xong chạy qua câu số 3. Trời ơi, ăn gian quá vậy. Làm kiểu này rối đội hình à, là sai là do Sít Nhật Quỳnh á. Hỏi trong cái câu số 2 này á, có bao nhiêu đoạn âm? À, Sít Duyên sai rồi. Chữ giá này, chữ giá này, hai cái giá này, một cái phá nè, hai cái giá một cái phá. Giá để làm gì? Để phá đó. Tức là có hai chữ giá một chữ phá, đó là ba đoạn âm ha, ba đoạn âm. Rồi đây làm Sít Nhật Quỳnh rối rồi ta, quan tâm rồi ha. Giá giá phá đó là ba đoạn âm. Rồi còn một câu hỏi nữa trong câu số 2 này, bao nhiêu trường âm nhấn? Bao nhiêu trường âm nhấn? Và như vậy là coi như là nhìn lên trên cùng thấy Sít Nhật Quỳnh đưa lên số 1 thì Sít Kim cuối cùng cũng đưa lên số 1. Cái kiểu này dám bắt vượt quá ha, dám copy quá chứ mà chậm quá vậy. Thấy có một trường âm nhấn đó là chữ tanh, nó giống hệt như cái câu đầu tiên vậy, câu số 1 á. Câu số 1 nó cũng trường âm thì xuống câu số 2 nó cũng vậy à. À cho nên cái câu này á đặc biệt hơn câu số 1. Có nghĩa là có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường là chữ ha, chữ cha, chữ ti ha. Rồi trường âm nhấn là chữ tăng, ha, chữ tăng. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ dần đó, thấy không? Rồi như vậy nắm rõ tình hình chưa? Bây giờ thấy tiến bộ hơn hồi nãy. Chứ một cái câu có trường âm, đoạn âm à, có nguyên âm, có phụ âm, nói một cái câu có tám đoạn âm, tám nguyên âm luôn. Trời ơi, kiểu đó là chết chắc rồi ha. À, rồi bây giờ câu số 1, câu số 2 ha. Câu số 1, câu số 2 sau khi phân tích xong, bây giờ ôn lại nè cho nó liền lạc với nhau. Tân hai giá cha giá ti sô cô, tân hai giá cha giá ti phá dần. Tân hai giá cha giá ti sô cô, tân hai giá cha giá ti phá dần. Tân hai giá cha giá ti sô cô, tân hai giá cha giá ti phá dần. Rồi bây giờ chỉ đọc thôi, không cần phân tích nữa. Đọc sao cho nó liền lạc trường âm, đoạn âm. Mà nên nhớ là nếu mệt nghĩ, không bao giờ nghĩ nơi đoạn âm. À, chú ý ha. Một cái câu, ví dụ hai câu gom lại. Tần hài giá trà giá tì sô cô, tần hài giá trà giá tì phá dần. Thì coi như đọc liền một hơi. Nếu mà đọc một hơi không nổi ha, sẽ nửa đường đứt bóng.
thì đọc tới chỗ nào mình cảm thấy mệt nghỉ. Nhưng mà muốn nghỉ mệt á thì phải dừng lại nơi trường âm, không được dừng lại nơi đoạn âm, bà con nhớ ha. Rồi bây giờ để trắc nghiệm về cái cách đọc này, mời Sít Dung Nguyễn câu 1, câu 2 chỉ đọc thôi, chỉ thôi nghe chứ không có phân tích gì hết. Rồi Sít Dung Nguyễn, ồ xà thủ xà thủ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con mới vô, con mới nghĩ sơ đọc, tức là con đọc nè. Không biết con có đọc đúng hay không nữa. Ê, dạ, con nói như vậy cô Mít Ta nghe được không ạ? Dạ, con xin phép được đọc hai câu pháp cú. Dạ. Tăng ha chá cha giá ti sô cô. Tăng ha giá cha giá ti phá văn. Tăng ha giá cha giá ti sô cô. Tăng ha giá cha giá ti phá văn. Tăng ha giá cha giá ti sô cô. Tăng ha giá cha giá ti phá văn. Dạ con đã đọc xong rồi. Con có sai chỗ trường âm, con xin Ngài chỉ lại cho con ạ. Con xin gửi mic lại cho Ngài. Sà thú sà thú, mới vô mà đọc vậy là thấy hay á. Mới vô cái là coi như là còn chưa lấy đà, cho nên nói cái giọng còn nhỏ nhỏ. Nhưng mà khi mà vô rồi ổn định tinh thần rồi, giọng đọc rõ ràng chính xác. Sa thủ, Sức Dùng Nguyện ha. Rồi, khen người ta thì mình phải hay như người ta chứ, khen người ta rồi cái mà đọc sai, đọc chặt như kiểu gì thì đang cái đó là coi như là không tốt ha. Rồi, cố gắng. Bây giờ tới câu số 3. Câu số 3, Tân Hà Giáo Quyết. Tân Hà Giáo Quyết 31 Tassa tần hà giao web ba mốt tassa tần hà giao web ba mốt tassa. Câu số ba cái câu này khó đọc ha, vì vì thấy nó tùm lum như vậy, nhưng mà bây giờ phải chú tâm coi thử câu này có bao nhiêu trường âm thông thường. Alo, câu này có bao nhiêu trường âm thông thường. Xà thủ xà thủ. Xích Nhật Quỳnh, Xích Kim, Xích Đúc Kha, Xích Dung Nguyễn nó có một, mà trong khi đó Xích Mê Tài nó có ba. Dữ vậy sao Xích Mê Tài bây giờ lên giá rồi. Sức Mê Ta có ý kiến thế nào của câu này thứ ba trường âm thông thường ha? Hai trường âm thông thường có bao nhiêu, Sức Mê Ta nó còn bà. Rồi bây giờ mời Sức Mê Ta đi ha. Câu trường lộn sao lộn lên nói lại cho nó hết lộn, không sao hết á. Quý vị thấy một dịch mà còn bị lộn nữa mà. Rồi bây giờ xin mời Sức Mê Ta phân tích câu số ba ha. Alo. Dạ, Nam Mô Bố Tha Gia, Nam Mô Tham Mà Gia, Nam Mô Gia. Dạ, con đang bị phân tâm cái lễ dân y ngày mai. Thành ra con nhìn không có rõ, con lộn. Dạ, con xin phân tích câu số 3. Dạ, con xin sám hối. Tăng ha giá quýp ba mút tát xá. Tăng ha giá quýp ba mút tát xá. Dạ, tăng
là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, và trường âm nhấn và xá là đoạn âm. Như vậy trong câu này chỉ có hai loại trường âm, đó là trường âm thông thường thì chỉ có một là chữ ha, và trường âm nhấn thì có tới bốn là tăng, quýt, mút, tát. Và không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và đoạn âm thì có một thôi. Dạ con lại lộn nữa rồi. Đoạn âm thì có giá là một, bá là hai, và xá là ba. Dạ có ba đoạn âm. Dạ vậy con xin trả máy lại cho đạo tràng. Sa thủ sa thủ xin mê ta. Quý vị thông cảm. Xin mê ta coi như sức khỏe không được tốt, cho nên khi mà phân tích quý vị thấy ho ho ha, rồi còn nói bị phân tâm là phải chuẩn bị ghi dân y ha. Khi nói cái vấn đề đó chúng tôi trước tiên là xin tri ân xin mê ta, bởi vì khi hôm này mới nhận được tình tài Siddhartha gửi đến dân y tại Ngọc Đạt. Thì đó là một điều mà đối với cái lúc này Siddhartha là người đầu tiên. Chúng tôi nhận tất cả là 5 triệu sa thủ. Phước báo này sẽ là trợ duyên để Siddhartha được thiếu bệnh khinh an, đề tâm kiên cố. Và với cái phước này thì cả gia đình, cái gì vậy, cả gia đình luôn được an vui khi nghĩ đến cái phước thiện của mình làm, và đó là hành trang, đó là tư lương để cái kiếp này mình an vui, thì tương lai chắc chắn là thiện sự này cũng trợ duyên cho mình trong những cái cảnh cái cõi an vui sau. Rồi sao tôi xin mê ta rất là nhiều, vì phân tâm nghĩ đến cái vấn đề dân y mà bị lộn chút, nhưng mà rồi lên phân tích thì đâu có chỗ nào sai đâu. Sao tôi xin mê ta. Rồi bây giờ chúng ta còn câu số 4. Trước khi nói qua câu số 4 thì tẩy sĩ Thi Lâm vô cái gì để sư sướng vậy là sao ta. Sư Thi Lâm vô đây, vô cái là muốn kiếm chuyện rồi. Cũng xin giới thiệu với bà con, cô bác, gia đình Sư Thi Lâm ngày hôm qua là thí chủ, là thí chủ và nghề chính thức để dân y Katina tại chùa Siêu Lý ở Sài Gòn. Trời ơi, nghe nói nghe sướng lên, là thí chủ lễ dân y Katina tại Sài Gòn của Thượng tọa Pháp Nhiên là thấy khoái rồi, cười hi hi liền ha. Đấy, mình phải hoan hỷ với cái phước nha. Sao tôi sẽ xỉ lầm, nhưng mà rất tiếc mệt quá không đi dự được, thông cảm nghe. Về tới bây giờ con người vẫn còn lân lân như người quả trên, vì biết sao giờ giấc không quen, cũng mắt cái tào láo như mắt cá vậy á, ngủ nữa. Kiếm chuyện để mà làm rồi, nhưng mà ngủ cái kiểu tưng nhẹ, chưa quen, thôi bà con thông cảm, cái gì nó bậy nó sai thì bà con cũng bỏ qua giùm ha. Nhưng mà cái quan trọng á là chiếc máy ta phân tích câu số 3 chính xác. Rồi bây giờ câu số 4, Nathiso Cô Cú Tô Phá Dần. Mên chào cô tu nữ tự duyên vừa đến với pháp hội. Câu số 4 này sau đây: Nathiso Cô Cú Tô Phá Dần. Nathiso Cô Cú Tô Phá Dần. Câu số 4 này phải mời huynh đạo huynh mới được. Bởi vì trong rung này đâu có ai là nam đâu, có mình huynh đạo huynh. Mà bây giờ mời nữ không, mà không mời huynh thì huynh nói trời ơi trọng nữ khinh nam. Thôi bây giờ câu số 4, câu cuối cùng này để cho huynh đạo huynh bầu chót ha.
Alo, chú Đoán Âm câu số 4 sao đây huynh đạo huynh ơi? Dạ, con xin đành thành kính đảnh lễ sư Trí Đức và chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Dạ, kính chào cô tu nữ thêm cô tu nữ tự nhiên. Dạ, dạ sư thầy bắt con lên. Dạ, thì con cũng không dám từ chối. Dạ, sư xa thú sư. Dạ, cũng xin gửi sư đến lời chúc sức khỏe trong cái mùa lễ dân y này. Dạ. Dạ, cái câu số 4 thì con xin phân tích là, dạ con xin đọc trước. Nát thí sô cô cú tô phá văn. Dạ, chữ nát là trường âm nhấn, tại vì có hai chữ T đứng liên tục với nhau. Chữ thí là đoạn âm, chữ sô là trường âm, chữ cô là trường âm, chữ cú là đoạn âm, chữ tô là trường âm, chữ phá là đoạn âm, và chữ văn là trường âm, đọc thâu dòng nguyên âm. Dạ. Khá na nắp thí sô cô cú tô phá văn. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con cảm ơn sư và con xin nhường mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thà. Dạ. À, huynh đạo huynh phân tích thì rõ ràng chính xác, nhưng mà trong cái giọng đọc của huynh đạo huynh đạo huynh chú ý thì chữ thí không có kéo dài ha, nát thí sô cô ha. Nếu mà huynh kéo dài chữ thí á, thì nó trở thành ra một trường âm. À, mặc dù chúng ta nghe chữ thí rõ ràng nó là đoạn âm, nhưng mà không nên kéo dài ha. Nát thí sô cô, nát thí sô cô cú tô phá dần ha. Thì huynh chú ý chỗ nào đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh một chút, không nên kéo dài chữ thí ha. Rồi đó chẳng qua là một cái điều nhắc nhở thôi, nhưng mà trên vấn đề phân tích thì huynh đạo huynh chính xác, không có chỗ nào sai. Nhưng mà giọng đọc thì kéo dài chữ thí đó là một cái điều mà không được tốt ha. Chỗ nào trường thì phải dài, mà đoạn thì phải ngắn. Trường với đoạn là giống hệt nhau, thì như vậy thì nó thành ra hầm bà lăng luôn. À, kính lễ để Đức Pháp Quang vừa đến vừa phát hồi. Rồi, như vậy chúng ta cũng đã ổn rồi ha. Bây giờ câu số 3, câu số 4. Bây giờ giọng đọc của chúng ta sao cho nên liền lạc nhau. Điều quan trọng, không nên dừng lại nơi đoạn âm ha. Rồi, tanh hài giá quyết ba mút tát sa nát thi sô cô cú tô phá dần. Tành hài giá quyết ba mút tát sa nát thi sô cô cú tô phá dần. Tành hài giá quyết ba mút tát sa nát thi sô cô cú tô phá dần. Sư Nhật Quỳnh đưa lên hai câu này ha, để cô tu nữ tự nhiên thấy để mà đọc chứ. Bây giờ Sư Nhật Quỳnh không chịu đưa lên câu số 3, câu số 4, cô tự nhiên làm sao mà thấy được. À, mà đối với cô tự nhiên là coi như là phải giúp mít rô cô mới nhảy chụp, rồi khi đó mới lên đọc liền ha. Xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và con xin đọc bài kinh Pháp Cú đoạn số 3,
Ủa sao con đọc hai đoạn này như là hơi nhỏ hả? Rồi, dạ, đọc hai câu chứ. Dạ, con xin đọc hai câu pháp cú. Tanh hà giá quýt, tanh hà giá quýt bá mô tá sanh ná thí sô cô cú tô phá dằn. Tanh hà giá quýt, dạ, chữ nhỏ quá cho nên là con cũng hơi khập khẩn khẩn. Dạ, con xin đọc lại. Tanh hà giá quýt bá mô tá sanh ná thí sô cô cú tô phá dằn. Tanh hà giáo quyết bám mô tá sanh ná thí sô cô cú tô phá dằn. Tanh hà giáo quyết bám mô tá sanh ná thí sô cô cú tô phá dằn. Dạ, xin đọc lại lần nữa. Tanh hà giáo quyết bám mô tá sanh ná thí sô cô cú tô phá dằn. Dạ, con đã đọc xong hai câu. Đoạn số 3, con cũng nhớ cái bài này là bài Phật cú số mấy nữa. Dạ, con xin xuống mic. Nếu con có đọc sai, xin Ngài sửa lại cho con ạ. Sa thủ sẽ cô tu nơi tự nhiên, dòng đọc còn rõ ràng, chính xác. Nhưng mà hơi chậm chạp một chút, cho nên người ta nói kép hay mà đóng tuồng coi như chậm, cái đó cũng dễ thông cảm ha. Đã chậm chạp khi mà lên cầm micro mà lên đọc sai nữa là thấy cái đó là chậm, nhưng mà đọc chuẩn chính xác chỉ có sóng tuồng hơi lâu thôi ha. Không sao, từ từ rồi nó cũng nhừ. Rồi, như vậy là chúng ta đã ôn lại cái câu Phật ngôn 216, chỉ khác có một từ tanh hà giá. Nhưng mà quý vị nhớ ha, chữ tanh hà giá do cái từ tanh hà, bởi vì ở đây nó thuộc về nữ tính akaranta-ithilinga, và chữ tanh hà có nghĩa là tham ái. Nhưng mà ở đây tanh hà giá, đây là cách chia thứ năm, bành châm mì quý pháp tí e ca quá trần na, cho nên chỉ tanh hà nó biến thành tanh hà giá từ tham ái. Chỉ có một từ đó trong câu 216 đã khác với mấy cái từ này từ trước, pi giá ha, rồi bê má ha, rát tí ha, vân vân. Thì ở đây nó là tanh hà. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha. Chúng ta ôn lại qua hai cách đọc. Qua hai cách đọc. Quý vị muốn đọc theo kinh cũng được, muốn đọc theo kệ cũng được ha. Trong hai cách đọc đó thì quý vị thấy cái cách nào thích thì cứ đưa tay. Bởi vì đạo Phật là đạo tự giác. Mình ưa thích cái gì, pháp môn nào thì mình cứ theo cái nhu cầu, cái duyên, cái khả năng của mình để mà mình thích nghi trong cái sự tu tập. Bây giờ chúng tôi xin đọc cho. Tần hài giá chài giá tì sô cô, tần hài giá chài giá tì phá dần, tần hài giá quyết phá mút tá sá ná tì sô cô cú tô phá dần. Tần hài giá trà giá tì sô cô, tần hài giá trà giá tì phá dân, tần hài giá quyết phá mô tá sá ná tì sô cô phú tô phá dân. Đó là cái giọng đọc kinh. Nhưng mà giọng kinh với cái câu này, chúng ta có một cách đọc nữa là không đọc nguyên một bài mà chỉ đọc hai câu để bảo tồn sức khỏe cho quý vị. Cố gắng đọc một cái nửa chừng đứt bóng luôn chứ không phải là đứt hơi, nguy hiểm lắm. Nó dài ha, đọc dài không quen thì đọc hai câu ra nha. Tần hài giá trà giá tì sô cô, tần hài giá trà giá tì phá dần, tần hài giá quyết phá mô tá sa ná thí sô cô cú tô phá dần. Rồi mời quý vị coi như là
đó là dòng kinh ha. À, khoan nữa, để qua dòng kệ em chút nữa rồi cái kệ đó nó muốn làm gì nó làm. Rồi bây giờ qua dòng kệ ha. Tánh ha ya cha ya ti so ko tánh ha ya cha ya ti pa ya tánh ha ya vim ba mo ta sa nan ti so ko ku to pa ya tánh ha ya cha tự ai gửi hình gửi ấy qua chi vậy mất luôn cả các bạn ấy luôn. À, xin lỗi nha. Đang đọc, đang nhìn lên màn hình, cho là đưa lên một cái hình không biết chát chót cái gì đó, bà cũng cảm. Rồi, đọc lại. Tân hai gia cha gia ti sô cô tân hai gia cha gia ti pha dân tân hai gia huyếp bà mô tàn sa nàn ti sô cô cụ tô pha dân. Rồi, như vậy là qua hai giọng đọc ha. Vừa giọng kinh vừa giọng kệ ha. Trước tiên cung thỉnh để Đức Pháp Quang ha, bởi vì nghe mấy cái vị người Nepal rồi người nước này nước kia nhưng mà chưa nghe cái giọng của để Đức Pháp Quang ha. Bây giờ cung thỉnh để Đức Pháp Quang trước, giọng kinh cũng được, giọng kệ cũng càng hay nữa. Nghĩa là nếu mà để Đức Pháp Quang mà làm luôn cả hai giọng nữa thì chắc chắn là bà con ở trong rung này vỗ tay dữ lắm á. Rồi, cung tính bàn tay của Đại Đức Pháp Quang nha. Rồi, điện thoại đeo kìa. Đại Đức Pháp Quang lại đẻ cầm vô micro đi. Dạ, mô Phật, con kính lễ Ngài. Xin chào cô tu nữ, Ngài thiệt khó khăn cho con quá. Ngài chờ con xíu. Anh đây. Dạ, thưa con đọc giọng kệ đi bạch ngài. Cô bốt lên lại dùm sư. Chạy mất tiêu rồi, sư xài điện thoại chạy mất tiêu. Tánh ha ya cha ha ya ti so ko tánh ha ya cha ha ya ti pha yang tánh ha ya vi ma mu ta sa ha na thi so ko cô tô pha yang. Dạ, con đọc giọng kệ xong bạch ngài. Dạ, con gửi mic lại cho đạo tràng chờ tí nữa. Ngài cái vị India dạy con thỉnh về đọc ạ. Đại giờ bây giờ con cũng bị bệnh nên con đọc nó cũng không chuẩn lắm. Dạ. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, lần đầu tiên tự nhiên nghe giọng kệ của Đại Đức Pháp Quang rất hay, mà lâu rồi sư giấu giọng kệ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Dạ, con kính tri ân Ngài Thế Đức cùng chư tôn Đức Tăng. Dạ, bây giờ con xin đọc kệ bài kinh Pháp Cú số 216. Tanh ha yát cha yát ti so ko tanh ha yát cha yát ti pha yang tanh ha yát quyết bám tanh ha yát quyết bám mút ta san nát thí so ko cút tô pha yang tanh ha ya cha ya ti so ko tanh ha ya cha ya ti pha yang tanh ha ya quyết ba mốt ta sa na ti so ko cu tô pha yang tanh ha ya cha ba quyết tánh ha ya cha ya ti so ko tánh ha ya cha ya ti pha yang tánh ha ya huyết ba mốt ta sa na ti so ko ku tô pha yang
Tannaya cha yati soko Tannaya cha yati phayang Tannaya wik bambut tata Nati soko kuto phayang Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đau sợ hãi. Phổ thanh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi, lo âu, nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sải đã thề viễn ly. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con đã đọc và kể xong. Và bây giờ thấy tín hiệu của chị Xu Khá. Nhà, kính mời chị. My name is Dhammadatta. I'm from India. Now I will recite the Dhammapada Gatha from Piyav Agga, 216 number. Tanhaya jayati soko nhaya jayati bhayam. Tanhaya vipamutasa nati sokho kuto bhayam. Tanhaya vipamutasa nati sokho kuto bhayam. Tanhaya jhayati sokho tanhaya jhayati bhayam. Tanhaya vipamuttasa nati sokho kuto bhayam. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Mời Xu Khá nha. Alo. Alo. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Dung Nguyễn Mết Tà cho con biết tín hiệu. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Là con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư Tăng. Là con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức Đại Đức Pháp Quang cùng các sư ở bên nước ngoài. Dạ con xin và con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 216. Tanha jaccha jati soko tanha jaccha ti phát rằng salati so
phát rằng: Chắc cô đi đóng cửa kêu mấy con nó im rồi đó. Thôi để tôi lên tôi đọc cho ha. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh. Bữa nay sư về có nghe lại chó sủa mèo kêu cũng vui, gà gái nữa. Dạ, hơi đọc để đọc kinh Pháp Cú câu 216. Để cái chung rung nó đóng nó trống chứ. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức và sư Pháp Quang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử ạ. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 216, chỉ đọc kinh thôi, không biết đọc kệ. Dạ, đọc kệ người ta nghe biết của ta rồi đó. Dạ, bắt đầu đọc. Tanh ha cha cha yati so kho, tanh ha cha cha yati pha yang, tanh ha yau wip pha muk ta sanak ti so kho kuto pha yang, tanh ha cha cha yati so kho, tanh ha cha cha yati pha yang, tanh ha yau wip pha muk ta sanak ti so kho kuto pha yang, tanh ha cha cha yati so kho, tanh ha ya cha ya ti pha yang, tanh ha ya wip pha muk ta sanak ti so kho khu thô pha yang. Để lấy cái hơi đọc một giọng dài giống như sư Chí Đức coi có được không, sư chọn chút nha, để lấy hơi thở. Tanh ha ya cha ya ti so kho, tanh ha ya cha ya ti pha yang, tanh ha ya wip pha muk ta sanak ti so kho khu thô pha yang. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, cảm ơn cô Mít Tà. Dạ, xin dừng máy. Cô Xíu Khá, chú Khá vô chưa vậy? Không có, chưa vô, có công chuyện thì xin mời người khác ha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tâm ân đức ba ngôi tâm bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ sư Quang, chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con kính lễ cô tu nữ Thùy Duyên và con kính chào quý cô anh chị cô chú trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 216 ạ. Tanh ha giá cha giá tì sô cô, tanh ha giá cha giá tì phá dần, tanh ha giá viết ba mút tát sa nát thí sô cô cú tô phá dần, tanh ha giá cha giá tì sô cô, tanh ha giá cha giá tì phá dần, tanh ha giá viết ba mút tát sa nát thí sô cô cú tô phá dần, tanh hà giá cha giá tì sô cô, tanh hà giá cha giá tì phá dần, tanh hà giá viết ba mút tát sa nát thí sô cô cú tô phá dần, tanh hà giá cha giá tì sô cô, tanh hà giá cha giá tì phá dần, tanh hà giá viết ba mút tát sa nát thí sô cô cú tô phá dần. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đau sợ hãi. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, ưu sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Dạ, em Phố Biển. Dạ, bạch sư quen của anh Hải. Có lúc mấy con hết pin là con phải lấy máy của anh Hải con vô, hay máy anh Hải vô mạng tốt hơn. Dạ, sẵn đây là con cũng xin chia phước. Ngày hôm qua chùa Phúc Quang là lễ dân y, thì tất cả phước báo nào mà hai con Thi Hải tạo được trong ngày hôm qua ở đại lễ dân y chùa Phúc Quang, con xin dâng đến các vị tăng đang hiện diện trong room cùng cô tu nữ
Và con xin chia đều hết tất cả phước báu này đến tất cả các cô, các chú, các anh, các chị đang hiện diện trong đạo tràng. Cầu mong với phước báu này cho tất cả mọi người được ngày càng tăng trưởng cái niềm tin trong chánh pháp. Dạ con xin hết ạ. Ủa chị Duyên không có nghe hả? Sa thủ, kính cảm ơn phố biển và Minh Tấn đã chia bước đến đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Để coi Như Quỳnh thấy, thấy Duyên nói không nghe kêu em hả? Không nghe em kêu hả? Nghe em kêu cái gì? Người ta đã nói là ngày đó là lễ rồi. Và lễ có đưa lên Facebook nữa mà. mà không nghe em yêu em kêu gì nữa trời. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ xà thủ, xà thủ rất là hoan hỷ với phước báo của Minh Tấn và Phổ Biệt nha. Dạ rất là hoan hỷ luôn. Minh Tấn và Phổ Biệt làm rất là nhiều phước và Nhật Quỳnh thấy phái đoàn của chùa Phước Quang đón quý sư ở miền Nam ra rất là hoan hỷ. Dạ rất là xà thủ. Dạ Nhật Quỳnh nhìn thấy từng vị một, và thấy ngài ngài giác giới đi đầu tiên, và Nhật Quỳnh nhìn kỹ thấy từng vị rất là hoan hỷ, và rất là hoan hỷ, và Nam Mô Bụt Tha, và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời chị Meta, còn vị nào chưa đọc Dung Nguyễn, vị nào nữa, vị nào chưa đọc, quý vị nào chưa đọc bài Duyên 319 tuổi nữa, và kính mời chị, và kính mời đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Đại Đức Pháp Quang, kính lễ Sư Nebo, dạ, con kính lễ Cô Tu Nữ Tị Duyên, con kính lễ Đạo Tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 216 ạ. Tăng ha giá cha giá ti sô cô tăng ha giá cha giá ti phá dần tăng ha giá quýt ba mút tát sa nát thí sô cô cụ tô phá dần tăng ha giá cha sô cô tăng ha giá cha giá ti phá dần tăng ha giá quýt ba mút tát sa nát thí sô cô cụ tô phá dần tăng ha ya cha ti so ko tăng ha ya cha ya ti pha yang tăng ha ya whip ba mut tat sa na ti so ko ku to pha yang tăng ha ya cha ya ti so ko tăng ha ya cha ya ti pha yan tăng ha ya wip ba mut tat sa na ti so ko ku to pha yan tham ái sinh sầu ô tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đau sợ hãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham ái sinh bệnh sầu ô, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho đạo tràng ạ.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn chị Metta. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như quỳnh kính chào đạo trang. Dạ, mời bàn tay quý vị đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. À. Dạ, kính chào, kính cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Quỳnh là Quỳnh nè. Rồi Dung Nguyễn nè. Dạ, quý vị còn vị nào nữa xin, Thị Lâm nữa. Nhật Quỳnh thấy Thị Lâm bảo cái nick này thế nào cũng cầm mít. Dạ, mời Dung Nguyễn nha, mời Thị Lâm nha, dạ mời Đạo Tràng. Dạ, con kính lĩnh lễ Nam Mô Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, con kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con kính chào các cô, các chú, các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóc bài cho con. Con cảm ơn cô Mít Ta cho con tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú 216. Tăng ha giá cha giá ti sô cơ tăng ha giá cha giá ti bá văn tăng ha giá quyết bá mút tá xá ná tí sô cơ cú tô bá văn tăng ha giá cha giá ti sô cơ tăng ha giá cha giá ti bá văn tăng ha giá quyết bá mút tá xá ná tí sô cơ cú tô bá văn tăng hà giá chi tăng hà giá cha giá tỳ sô cô tăng hà giá cha giá tỳ bá dần tăng hà quá bút giá bút giá viết má bút tá xá ná tí sô cô cút tờ bá dần tăng hà giá cha giá tỳ sô cô tăng hà giá cha giá tỳ bá dần tăng hà giá viết ba mô ta sa ngã ti sô cô cô tô ba dần tăng hà giá cha giá ti sô cô tăng hà giá cha giá ti ba dần tăng hà quá ba mô ta sa ngã ti sô cô cô tô ba dần tăng hà giá cha giá ti sô cô tăng hà giá cha giá ti ba dần tăng hà quan giá huyết ba mu ta sa na ti sô cô cô tô ba dần tham ái sinh sầu ưu tham ái sinh sợ hãi ai giải thoát tham ái không sầu đau sợ hãi và bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu tham ái sinh bệnh sầu ưu lại sinh sợ hãi lo âu nhiều về người mà tham ái không mê u sầu sợ hãi đã thề viễn ly và bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc và kể xong kinh, con kính gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, đường nét của Duyên yếu quá, à, cầm mít là té rồi. Mời Thi Lâm. Dạ, con kính lãnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lãnh lễ Sư Trí Đức. Con kính lãnh lễ Sư Pháp Quang. Con kính lễ đảnh lễ cô tu nữ tuệ duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin dạ cô, con xin cô cho bài con ạ.
Dạ, cảm ơn cô. Tần hà giá cha tì sô cô, tần hà giá già giá tì phá dằn, tần hà giá quýt bá mút phá xá nát tì sô cô cú tô phá dằn. Tần hà giá cha giá tì sô cô, tần hà cha già giá tì phá dằn, tần hà giá quýt bá mút phá xá nát tì sô cô cú tô phá dằn. Tần hà giá trà giá tì sô cô, tần hà giá trà giá tì phá dằn, tần hà giá quýt bá mút tá xá nát tí sô cô cú tô phá dằn. Tha mãi sinh sầu u, tha mãi sinh sợ hãi, ai giải thoát tha mãi, không sầu đâu sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tần hà giá trà giá tỳ sô cô, tần hà giá trà giá tỳ phá dằn, tần hà giá quýt bấm tát xá nát tỳ sô cô cú tô phá dằn. Tha mãi sinh bệnh sầu âu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tha mãi không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã xong ạ, con kính mời đạo tràng. तन्हाया जायति सोखो तन्हाया जायति भयं तन्हाया विपमुत्तस्स नत्ति सोखो कुतो भयं तन्हाया जायति सोखो तन्हाया जायति भयं तन्हाया विपमुत्तस्स नत्ति सोखो कुतो भयं तन्हाया जायति सोखो तन्हाया जायति भयं तन्हाया विपमुत्तस्स नत्ति सोखो तो भयं साधु 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 Dạ con xin đảnh lễ. Con xin chào cô Tị Uyên. Con xin chào mọi người trong room. Con xin đọc bài ạ. Tanha giá chá giá tí sô cô, tanha giá chá giá tí ta yang, tanha giá bứt ba mứt ta sa na tí sô cô khu tô va yang. Tân ha giá chá giá tí sô cô, tân ha giá chá giá tí pha dằn, tân ha giá út bá mút ta sa, má thí sô cô, khu tô pha dằn. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ai giải thoát, tham ái, không sầu đau sợ hãi. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, tham ái sinh bệnh sầu, lại sinh sợ hãi, lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi, đã thề viễn ly. Của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con xin xuống mic. Con xin cảm ơn cô. Rồi đọc lại
kỳ lần này. Tân hà dạ cha dạ ti sô cô tân hà dạ cha dạ ti phạ yam tân hà dạ vip pa mu tát sa nát thị sô cô cụ tô phạ yam ba lần tân hà dạ cha dạ ti sô cô tân hà dạ cha dạ ti phạ yam tân hà và vip pa mu tát sa nát thị sô cô cụ tụ phạ yam tân hà dạ cha dạ ti sô cô tân hà dạ cha dạ ti phạ yam tân hà dạ vip pa mu tát sa nát thị sô cô cụ tô phạ yam có tiếng việt đã đọc tiếng việt luôn tham mãi sinh sâu u tham mãi sinh sợ hãi ai giải thoát tham mãi không sâu đâu sợ hãi. Dạ, Quỳnh Đạo Quỳnh cũng rất mít, Hạnh Dung cũng rất mít. Dạ, cảm ơn chị Meta. Bây giờ Hạnh Dung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hạnh Dung có thể đưa tay cầm mít trở lại không? Hạnh Dung ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có thể cầm mít được không? Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy Hạnh Dung té hoài. À, vậy là chắc cũng không nghe luôn rồi, té rồi chạy vào cũng không nghe luôn rồi. Quỳnh Đạo Quỳnh cũng chạy mất tiêu luôn rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ tại duyên Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nếu mà Hạnh Dung nghe được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ nhường mic rồi mời Hạnh Dung nghe. Dạ Nam Mô Bích Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Quang, kính đảnh lễ cô tu nữ tuệ duyên. Dạ, kính chào thầy đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Phật ngôn số 216. Thanh ha yát cha yát ti so ko thanh ha yát cha yát ti pa yang thanh ha yát vip pa mut ta sa nát ti so ko ku to pa yang thanh ha yát cha yát ti so ko thanh ha yát cha yát ti pa yang thành hà giá viếp pa mút tá xá nát thí sô cô cú tô pa dằng
thanh hà giá cha giá ti sô cô thanh hà giá cha giá ti pha dằng thanh hà giá quyết pha mút tá xá nát ti sô cô cú tô pha dằng tham ái sinh sầu u, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ con xin phép kể câu Phật ngôn số 216. Thanh ha ya cha ya ti so ko thanh ha ya cha ya ti pa yang thanh ha ya vi pa mut ta sa na ti so ko ku to pa yang Tanha yacha yati soko, tanha yacha yati payang, tanha yawi pamutasa nati soko kuto payang. Tham ái sinh bệnh sầu u, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Và đó là phục thư của Hòa Thượng Giới Đức. Và giờ con đã kể xong ạ. Giờ con xin trả mic lại cho đạo tràng. Dạ, đạo huynh một lần nữa xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Dạ, xin đảnh lễ Đại Đức Pháp Quang. Kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào cô Meta. Kính đảnh lễ cô tu nữ Tự Duyên, nắng chiều, phố biển. Và những người mà đạo huynh không có thấy hết tại cái màn ảnh nó che. Dạ, xin cáo lỗi. Dạ, xin chào tất cả anh chị em. Thân mến đồng đạo tràng. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Dung cho biết tín hiệu. Dạ. Đạo huynh xin đọc và kệ kinh Pháp Cú 216. Dạ. Tanh ha giá chá giá ti sô cô tanh ha giá chá giá cha giá tí phá văn tanh ha giá quýt băm mút tá sách nách thí sô cô cút tô phá văn tanh ha giá cha giá ti sô cô tanh ha giá cha giá ti phá văn tanh ha giá quýt ba mút ta sa nát thí sô cô cú tô phá văn tanh ha giá cha giá ti sô cô tanh ha giá cha giá ti phá văn tan ha ya wip ba mut ta sa na thi so ko ku to pha yang tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, tham ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, đạo huynh sẽ đã kinh và kể. Dạ, còn một cái bài phổ thơ của thơ Trí Đức nữa. Dạ. Tham ái sinh sầu, tham ái sinh bệnh sầu ưu, lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề. Người mà tham ái không mê, u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Dạ. Đó là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ. Đạo huynh đã đọc xong. Dạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Cảm ơn cô Dung Nguyễn và xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nếu không có thì dạ, thì xin cung thỉnh Ngài Trí Đức đăng đàn thuyết pháp để khai triển cái câu kinh này cho tụi con. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Cảm ơn cô Mita. Sa thủ, kính cảm ơn huynh đạo huynh.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc và kệ bài kinh số 216. Tạnh hà gia cha gia tỳ sơ cơ tạnh hà gia cha gia tỳ phá văn tạnh hà gia quyết bà mụt tát sa na thi sơ cơ cú tơ phá văn tạnh hà gia cha gia tỳ sơ cơ tạnh hà gia cha gia tỳ phá văn tạnh hà gia quyết bà mụt tát sa na thi sơ cơ cú tơ phá văn tạnh hà gia cha gia tỳ sơ cơ tạnh hà gia cha gia tỳ phá văn tạnh hà gia quyết bát mút ta sanh thi sợ cơ cút tơ phá văn tham ái sinh sầu ưu tham ái sinh sợ hãi ai giải thoát tham ái không sầu đau sợ hãi. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Tạnh hà gia cha và tỳ sơ cơ tạnh hà gia cha và tỳ phá văn tạnh hà gia quyết bà mốt ta sa na thi sơ cơ cụ tơ phá văn tạnh hà gia cha và tỳ sơ cơ tạnh hà gia cha và tỳ phá văn tạnh hà gia quyết bà mốt ta sa na thi sơ cơ cụ tơ phá văn tạnh hà gia cha và tỳ sơ cơ tạnh hà gia cha và tỳ phá văn tạnh hà gia quyết bà mốt ta sa na thi sơ cơ cụ tổ phá văn tham ái sinh bệnh sầu u lại sinh sợ hãi lo âu nhiều bề người mà tham ái không mê u sầu sợ hãi đã thề viễn ly. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con có đọc sai thì ngài chỉ dạy cho con sửa. Và bây giờ chắc con không còn thấy bàn tay vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài tri đức từ bi hoan hỷ trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con một lần nữa cung thỉnh ngài tri đức ạ. Dạ, sa thú lành thai con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá sa thủ. À, hôm nay vị nào đọc cũng hay ha, từ giọng kinh qua giọng kệ ai đọc cũng rõ ràng chính xác. À, rất là tuyệt vời. À, được những vị sư nước ngoài tham gia để chúng ta thấy tinh thần của quý vị cũng lên cao ha. À, rất là hoan hỷ. À, câu Phật ngôn 216 bây giờ ôn lại rồi chúng ta sẽ nghe duyên sự ha. Tình hà giác trà giác tì sù cô tình hà giác trà giác tì phá dần tình hà giác viết qua mô tá sa ná thí sù cô vô tù phá dần tình hà giác trà giác tì sù cô tình hà giác trà giác tì phá dần tình hà giác viết qua mô tá sa ná thí sù cô vô tù phá dần tình hà gia cha gia ti so cô tình hà gia cha gia ti pa dần tình hà gia web ba mu tan sa na ti so cô cô tô pa dần tình hà gia cha gia ti so cô tình hà gia cha gia ti pa dần tình hà gia web ba mu tan sa na ti so cô cô tô pa dần tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một vị Bà La Môn bị mất mùa. Ông Bà La Môn này là một người tà kiến. Ông ra bờ sông dọn đất để làm ruộng. Rồi Đức Phật ngài quán thấy duyên lành của ông này chứng đắc thánh quả, cho nên đã đi đến gần ông Bà La Môn đó. Mặc dù nhìn thấy được bổn sư, nhưng mà ông ta không có vẻ gì cung kính lên mà làm công việc của mình. Đức Phật mở lời trước: này ông Bà La Môn, ông đang làm cái gì đó? Tôi dột đất. Này Sa Môn Gotama,
Đức Phật chỉ nói có bao nhiêu rồi Ngài ngự đi. Rồi ngày hôm sau, Ngài cũng đến chỗ ông Bà La Môn đang cày ruộng và hỏi: Này ông Bà La Môn, ông đang làm cái gì đó? Tôi cày đất ruộng. Này Sa Môn Vô Tầm Má, nghe vậy Đức Phật lại bỏ đi. Từ đó mỗi ngày, mỗi lần Đức Phật đều đến hỏi thăm Bà La Môn về việc làm của ông ta hàng ngày như vậy. Rồi nghe ông Bà La Môn đáp: Tôi đang gieo mạ, tôi đang cấy lúa, tôi đang giữ ruộng, tôi đang gieo giống. Rồi nhưng Đức Phật nghe xong lại đi luôn. Rồi một hôm Bà La Môn nói với Đức Phật: Này Sa Môn Gotama, kể từ ngày tôi dọn đất ruộng cho đến nay đều được ông đến hỏi thăm mỗi ngày. Nếu mà sau này tôi được mùa, tôi sẽ chia phần cho ông. Nếu mà chưa dâng cúng cho ông thì tôi chưa có ăn đâu. Từ nay về sau ông sẽ là bạn của tôi. Và thế rồi thời gian sau, lúa mùa của ông rất là trúng. Ông ta mới tính thầm rằng: Lúa của ta trúng lắm, ngày mai ta sẽ kêu công nhân gặt. Rồi ông sắp đặt sẵn mọi việc để ngày mai đi gặt lúa. Nhưng mà đêm hôm đó mưa to gió lớn đã phá tan nát cái mùa màng đám ruộng của ông. Đám ruộng của ông trống trơn, coi như là đã bị phá sạch. Ngay từ ngày đầu tiên, Đức Phật đã biết trước rằng mùa lúa của ông Bà La Môn này sẽ bị hư hại thôi. Và sáng sớm hôm đó, ông Bà La Môn tự nghĩ thầm: Ta sẽ đi xem cái ruộng lúa. Nhưng mà khi đến ruộng lúa trống trơn, ông phát tâm buồn chán, suy nghĩ rằng: Sa Môn Gotama đến thăm ruộng kể từ ngày ta mới dọn đất về sau, và ta đã hứa với ông ấy nếu mà lúa trúng mùa ta sẽ chia phần đến ông ta, nếu mà chưa cúng dường đến ông ta thì ta chưa có ăn cơm. Từ nay về sau ông là bạn của tôi đấy. Thế mà những điều mong ước của ta không được thành tựu như ý. Ông ta buồn rầu, bỏ ăn, bỏ uống, nằm liệt trên giường. Khi ấy, Đức Phật đến trước cửa nhà của ông và nghe tin có Đức Bổn Sư đến, ông bảo người nhà rằng: Hãy đưa bạn của ta vào đây và tiếp đãi ngài cho đàng hoàng tử tế nha. Gia nhân đã làm theo lời của ông Bà La Môn đó. Sau khi an tọa, Đức Phật phán hỏi rằng: Này ông Bà La Môn, ông có biết vì đâu mà sự buồn khổ phát sinh lên cho ông không? Tôi không biết. Này Sa Môn Gotama, nhưng mà ông có biết không? Phải rồi. Này Bà La Môn, khi nào cái sự ưu tư hoặc là sự lo sợ mà phát sinh lên thì nó chỉ xuất phát từ cái tấm lòng tham ái mà thôi, tanh hà. Và Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 2.16 này: Tanh hà giác chài giác tì sô cô, tanh hà giác chài giác tì phá dân, tanh hà giác viết phá mút tát sa ná tì sô cô cú tô phá dân. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi, ai giải thoát tham ái không sầu đâu sợ hãi. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì ông Bà La Môn đó đã chứng đắc thánh quả tu đạo rồi. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng từ lúc ban đầu lúa mới gieo, bao nhiêu mộng ước phải sanh theo, đến khi sắp gặt đầy hy vọng, một tối mưa giông nghĩ chán phèo, chú luồng chưa quen mặt chữ ngờ, một mình Đức Phật rõ tri cơ, bởi nhân khác ái mà lo sợ, hết sợ lo nhờ quả tối sơ. Duyên sự câu Phật ngôn 216 chúng tôi đã trình bày xong. Mục đích trong cái câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy tại sao mà sầu ưu, tại sao mà sợ hãi. Sầu ưu, sợ hãi, ai mà giải quyết được cái vấn đề này thì không sầu đâu sợ hãi. Thì với cái vấn đề này ở đây chúng ta thấy sợ hãi, sầu ưu đều do tham ái, do tanh hà.
mà muốn giải thoát được tham ái, không đau không sầu đâu sợ hãi, thì chúng ta phải tạo nhiều phước thiện. Mà cái phước thiện trước nhất trước mắt của chúng ta đúng lúc đúng thời, đó chính là cái lễ dân y Katina mà hôm nay Sik Meta ha và gia đình trồng thiện phước trong các ngôi chùa, không phân biệt là người Việt Nam, người Thái, người Myanmar, mà đối với chư tăng không phân biệt. Đây là một cái hạnh rất là quý, bởi vì thật sự ra cúng dường y Katina là cúng dường đến tăng, chứ không phải cúng dường đến cá nhân của một vị nào mà mình có cảm tình. Thôi thì thời gian còn lại 17 phút, chúng ta muốn hết sầu, muốn không sợ hãi thì tạo cái phước thiện dành nhiều, giải thoát tham ái này, không sầu đâu sợ hãi, thì đây là một cái dịp đúng thời đúng lúc. Tức là lễ dân y Katana chỉ có thời gian trong vòng một tháng, mà bây giờ một tháng này chúng ta không làm để tháng sau thì không còn cơ hội, mà bởi vì cái phước báo của các sinh lên của lễ Katina rất là thù thắng. Sắp ba mỹ xã đà năng Katina đà năng chi nà tí, trong các cái tài thí á, mà cái tài thí mà dẫn y Katina tạo phước trong cái dịp dẫn y này nó tối thắng. Cho nên cơ hội này chúng tôi muốn khích lệ quý vị, đừng có nghĩ tưởng đến cá nhân một vị nào, cái chùa nào gần nhất mà mình có duyên thì cứ đến những ngôi chùa đó. Đừng phân biệt ông sư này Việt Nam, sư này Lào, Campuchia, mà đã gọi là chư tăng. Phun nhắc thấy tăng lô cách xà tí, chư tăng là phước điền của chư thiên và nhân loại, để quý vị giải quyết được cái vấn đề tham ái. Tức là nghe vấn đề mà như câu Phật ngôn này đã trình bày, sầu ưu này, lo sợ, chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Mà cái quả nó phát sinh khi mà chín mùi nó tuyệt vời lắm. Ê hi khu, tức là ta đã tạo trữ những cái phước thiện để rồi khi chín mùi gặp được một vị toàn giác thì Ngài chỉ đưa tay nói rằng Ê hi thích khu, hãy lại đây thực hành phạm hạnh để chấm dứt khổ đau. Thì lúc đó y bác phát sanh và tám muôn vật dụng cũng phát sanh đến cho chúng ta, giống như một người đã từng tu mấy chục năm. Đó là một điều tuyệt vời. Thì khi mà chúng ta có quả phước như vậy rồi thì không sầu đâu sợ hãi, đó là điều chắc chắn. Rồi xin mời bàn tay của quý vị chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này ha. Rồi, ai là người đưa tay trước? Cứ mạnh dạn đi. Còn 15 phút nữa. Rồi, chị Kim, xin mời. Dạ, con xin kính mời sư đi nghỉ mệt, uống trà, uống nước lạnh gì đó, những cái gì mà sư uống nước dừa cho sư khỏe đi. Sư đi về sư mệt rồi, còn tiếp khách nữa, còn chia quà cho người ta nữa. Con biết ai đi xa, nhất là ở Mỹ về không phải là thôi tùm lum tùm la hết. Dạ, con cũng xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang thì con thấy cũng không còn nữa, và cô các cô từ nữ tại viên. Thì cái bài này cũng không gì khó, cũng giống như mấy bài kia thôi. Thì để con chia sẻ một chút. Thật ra cái vấn đề mà tham ái, ái dục, rồi liếng ái, hỷ ái, ái liếng, tất cả đều là vấn đề về tham dục hết. Đó là những cái dục trong cảnh trời sắc giới thôi, cảnh trời dục giới thôi. Thành ra là chúng sanh mà có ngũ căn à, nhãn nhĩ tỷ thiệt là lúc nào cũng bị dính mắc vô hết. Mà không phải những khi mà những chuyện này á, có nhiều người dính mắc nặng nề hay vừa vừa hay cái gì đó, nhưng có người thân lợi nói liên can thì rất ít người nào mà buông bỏ được hết. Như một người thanh niên mà thích một người cô gái, hay một cô gái thích một thanh niên,
cái sự luyến ái nó chặt chẽ, gia đình ngăn cấm đủ thứ, tại vì cái người đó không đồng giai cấp với mình, không có giàu đó, cái cô đó tánh tình không có đàng hoàng đủ thứ hết, có nói cách mấy gì mà khi mà duyên nó nhập vô rồi, cái có cộng nghiệp trước sau họ phải quấn quýt với nhau, họ trả nợ, ai nói gì nói. Nó mấy người đó nó cũng quyến với nhau, nó quyến với nhau cho đến khi nào hết duyên hết nợ thì nó tách ra. Nó tách ra bằng nhiều cách, có thể là nó tự nó cắt đứt ra, có thể là một người này chết, một người kia chết, hai cả hai người chết hết, hai cả người hai người đều quả ngã. Nói tóm lại là nó tính hồi nó không còn dính mắc nữa thì nó gian ra thôi. Còn nếu nó còn dính mắc thì không thể nào không cách gì mà ai nói gì được hết. Con sống tới tuổi này con thấy chuyện trong gia đình con với chuyện bạn bè con thôi, bà con trong đó thì con thấy rất là khó, có chỏ mỏ vô nói mà nói không đúng lúc là bị dính búa, nó bị văng miễn qua ra nữa thì không có được gì hết. Mà trong những cái câu kinh này, nhất là trong câu chuyện này, cái ông Bà La Môn này là một người tu sĩ thuộc thuộc cái giáo phái La Môn, họ đâu có thích bên đạo Phật đâu, họ cũng không có chính trọng đạo Phật bao nhiêu, tại họ đọc kinh Vệ Đà, họ theo cái giáo phái Ấn Độ giáo đó thì họ không có kính trọng với Đức Phật bao nhiêu đâu. Nhưng ông này nhiều tiền kiếp đã tu hành rồi, ổng đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà kiếp này á ổng rất may mắn, ổng gặp Đức Phật, thì Đức Phật với cái pháp nhãn của ngài, ngài nhìn biết cái người này có đủ ba la mật, có cái cơ duyên để có thể vô dòng thánh nếu ngài biết cách làm. Thì chúng ta đã biết rằng Đức Phật có 9 hay 10 cái hồng danh, thì theo cái người dịch thì cái hồng danh mà Anuttaro cái hồng danh đó là Sattha, thì là cái hồng danh đó gọi là vô, có một cái thì nó là chia ra làm hai, nhưng có chỗ thì hai cái nó nhập vô một cái, tức là vô thượng sĩ với là điều ngữ trượng phu thì nó vô nhập một cái. Thì cái điều ngữ trượng phu đó thì cái này rất là hay, tức là cái loại mà Đức Phật là một người duy nhất trên cái cõi trên thế gian này, trong cái tam thiên đại thiên này nè, tại cái thế giới mà Đức Phật cai quản á, thì tam thiên đại thiên nó rất rộng lớn, như là đối với chúng ta là chúng ta thấy trong cái thế dương hệ này, cái sun system này á, thì chúng ta thấy là có mặt trời, mặt trăng, trái đất, rồi quả tinh, kim tinh á, thì cái đó chỉ là một phần nhỏ trong 10.000 thế giới mà Đức Phật đã cai quản. Thì Đức Phật là một người duy nhất trong cái trong cảnh mà dưới cái quyền cai quản của cái quyền mà coi của Đức Phật đó, trong cái tầm vi mà cái pháp nhãn của ngài đó, thì ngài coi đó thì không có ai hơn ngài được, ngài là vị độc nhất biết cái cách để mà làm cho chúng sanh được tâm tư được bình thường. Khi mà nóng giận hay cái gì thâm sân, ngài sẽ làm cho điều hòa cái ngũ căn ngũ lực ngũ quyền của họ đó, điều hòa lại trước khi ngài ban một bài pháp giảng. Nhưng mà trước khi mà ngài dòm cái người đó, ngài phải biết rằng cái người đó có khả năng có đủ ba la mật thì ngài mới lợi, chứ không có đủ ngài không có lợi đâu. Như cái bài kệ này, chúng ta đó có nhiều người luôn cả vị sư mà tu hành gì đó nhiều đó, nhưng mà không đủ ba la mật, cho dù nói những câu này họ nghe họ hiểu vậy, nhưng mà họ không có bỏ được cái tham ái tham dục trong cái người của họ đâu. Họ vẫn còn giữ thân kiến, cái tự ngã của họ rất là cao, không bao giờ bỏ được hết. Nhưng đối với Đức Phật á, thì ông Đức Phật nhìn cái ông Bà La Môn này á, Đức Phật là ông này có đủ ba la mật để mà thấu hiểu được cái những gì ngài muốn nói, thì ngài chờ cho ông này bị quá rồi kỳ vọng vào cái mùa màng của mình, là mình sẽ được nhiều giống như vậy, được chăm sóc của mình chăm sóc thân bón. Ổng tự tin, ổng tự nghĩ rằng cái chuyện ổng làm là đúng, ổng săn sóc cỡ này thì ổng phải mùa màng giống vậy. Nhưng người ta thường nói người tính không bằng trời tính, thì một cái cơn mưa lũ lụt lại nó tràn hết, nó làm đi hết cái mùa lúa của ổng là tan hết. Ở Việt Nam cũng vậy, mùa nước lụt lên hay cái gì, những người nuôi cá thì cá đi tự do ra mắc hết, mùa màng cây trái lúa gạo thì tiêu hết dưới sự lụt lội. Còn nghe nói thành phố đó, trời ơi, lụt lội lũ chủng nó thấy ghê chứ.
thì không, cái người tính không có mừng cái trời tính, tức là cái nghiệp. Cái nghiệp người ta nói trời, với thật ra bên Phật giáo nói đúng ra là cái nghiệp phải chịu thôi. Có những nước không bao giờ biết lục lọi khổ là gì, cũng có khổ nhưng chỉ có một số người ở khu đó thôi, chứ không phải nguyên một nước giống như nước Việt Nam giống như vậy. Hết mấy, hơn phần nửa là người đã bị khổ giống như vậy. Lớp bị visual air đó là cái không khí nó rất là độc hại, rồi đồ ăn thì bỏ chất độc, lực lại thì không đồng nhất, đủ thứ hết. Nói tóm lại thôi, cái khổ đó, cái người Việt Nam nó thấy rất là nhiều thứ khổ, bởi người lúc nào cũng nóng nảy khó chịu hết. Thì đối với ông này nè, ổng quá tin tưởng vào cái đó. Thì khi mà tin tưởng một điều gì, mình muốn bám víu điều đó, mà khi cái kết quả nó ngược lại hết, nó từ trắng qua đen, thì ổng rất thất vọng, muốn chết buồn khổ đó. Thì những cái bài kể trước, có một vị công tử rất là giàu có, mà kiếp trước của vị công tử này, ông ta đã từng là tu hành trên cảnh trời sắc giới. Không biết sắc giới ông là thuộc vị sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền gì đó, không biết, tứ thiền gì đó, nhưng mà ông tu trên đó rất là lâu. Nhưng mà ông xuống, ông hết cái thọ mạng, cái phước báo ở trên cái cảnh trời sắc giới đó, ông rớt xuống cái thế giới địa cầu này. Thì ổng đã quên hết những điều đó, nhưng mà cái trong cái tiềm ẩn của ổng vẫn còn một chút là trên cảnh trời đó, họ ta không không có nữ sắc, họ không có tham dục. Họ mấy người mà vị chắc vị chư thiên trên phạm thiên nhân đó, họ chỉ tu thiền thôi, họ không có để ý bắt cái chuyện khác, họ tu thiền thôi. Thì lúc ổng hết cái thọ mạng trên sắc giới, ổng xuống đây, thì trong tự tiềm ẩn ổng cũng có một sự tham ái về ổng vẽ ra một người nữ là rất là đẹp. Ổng tưởng rằng kiếm một người giống như vậy, đẹp như tiên nữ trên trời như vậy đó, thì chắc không có đâu, để yên cho ổng, để ổng không có phải cưới vợ lằng nhằng với ổng như vậy. Nhưng mà khi mà người ta nói rằng có một người còn đẹp hơn cái bức tượng mà đã tạo ra, thì cái lòng tự ngã của ổng, cái tham kiếm, quán thiệt hả? Thì ổng muốn coi, rồi muốn coi, nhưng mà thì cái người đó ổng chưa coi đã chết rồi. Ổng cũng buồn khổ, chẳng ông công tử này cũng buồn khổ, lay ra là nằm giặt giặt vậy. Thì Đức Phật cũng lợi nói những câu kệ này. Thì cái vị công tử này vô quả dự lưu là thất lai đó, là sơ đạo sơ quả đó. Thì cái ông Bà La Môn này cũng vậy. Rồi đối với chúng ta đó, cái câu này tôi đọc cả chục lần nữa, cũng đâu có thấy vô quả gì đâu, chỉ quả tham ái quả gì đó không biết nữa, không bao giờ đổi được đâu, rất là khó. Bỏ cái thân kiến, cái tự ngã rất là khó. Nhiều người nói họ nghe nói lải nhải nói hoài mệt chết luôn vậy đó, giống như cõi trên, những người cõi trên nó hoài mệt quá. Có nhiều người họ đâu thích nghe đâu, có nói họ đâu thèm nghe đâu. Thành ra Đức Phật nói pháp, nói cho đúng người đúng lúc, thì ngài với cái pháp nhãn của ngài, ngài nhìn người nào đáng cho ngài bỏ cái tâm tư, bỏ cái thời giờ để mà nói thì ngài biết. Cùng chúng ta đâu có biết ai đâu, chỉ khi nào gặp dịp mà thấy người thân đó, mới dám mở miệng ra nói bậy nói bạ, bị dân biển phù bỏ luôn, bị quýnh về má như nhận da nữa, đâu có dám nói. Mà hở ra mà nói chơi chơi một chút thôi, cho vui thôi, người ta cũng có cái tự ngã tự ái của họ, họ lên họ cũng than phiền là có sai, có dữ thì sửa, đâu có chuyện gì đâu mà sợ. Thì trong tâm tư cũng có một sự không có đồng ý, không có thích rồi. Thì mình cũng biết kinh nghiệm, thấy người đó không thích thì mình thấy người đó không phải là mình, nói dẫn dẫn chơi mà họ hỏi vui vui họ bỏ qua giống như mình, thì mình đừng có nên nói nữa. Thì từ từ học đó, thì mình biết người này họ không nên nói gì hết, cứ yên đi, họ có làm sai thì kệ họ đi. Người nào mà có duyên với họ thì nói họ sửa, không có duyên thôi. Có nói nhiều hoài cũng vậy thôi. Thành cái việc mà bỏ cái thân kiến, cái tự ngã của mình để vô dòng thánh là một điều rất khó, rất là khó. Vô bứt hết những cái mà tự ngã thân kiến của mình để vô cái dòng thánh, để mà không còn thân kiến nữa, là một chuyện rất là khó khăn, rất là khó đạt được. Cái đó vô rất là khó, thấy rất là khó. Rất 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 khó, không có dễ dàng bỏ qua đâu. Cho một vị tu sĩ hay một người tu cả chục năm nhưng mà không có tu luyện thành thục đó, thì cái thằng đó cũng không có bỏ được đâu. Thì trong mấy cái câu này về phẩm hỷ ái tham ái, thì Đức Phật muốn nói dồn chung cho cái đó là những cái gì mà chúng ta thích, chúng ta dính mắc vào đó luôn, cả những điều mà chúng ta ghét, chúng ta không thích thì ta cũng dính mắc vào người không thích. Tại vì thích hay không thích thì ta cũng đều nhớ đó. Một người nói một câu gì
hay phật lòng mình, hay làm cái gì đó xúc chạm gì mình á, về vọng tộc danh dự mình tức lắm, ngồi nghĩ hoài, ăn cũng nghĩ tới, nằm ngủ cũng nghĩ tới nữa, thì cũng đâu có đúng đâu. Mang cái tâm sân hận, mà cái người mà tham ái tham dục, thích thú ở đó, tối ngày ngẫm nghĩ cái điều đó, vật đó, hai người đó, muốn lúc nào cũng chiếm đoạt, cũng muốn được rồi, thì cái tâm tư họ đâu có thoải mái, đâu có buông xả, họ lúc nào cũng dính trong đó, thì cái cuộc đời cũng rất là khó, tìm mọi cách để đạt được những cái gì mình thích, thì phải tranh đua đủ thứ, thì nó quằn quại trong đó rất khó lấy ra. Cũng như cái việc mà tu tập cũng vậy, mình muốn tu sửa lại thì mình cũng phải cố gắng giống như vậy thôi, cố gắng chuyên cần tinh tấn phân tích ra cái điều là cần làm, cái điều là cần bỏ, thì cũng khó lắm đó quý vị. Nói tóm lại, sống ở trên cõi đời này chúng ta làm cái gì cũng khó, muốn thương, muốn ghét, muốn bỏ những điều đó cũng đều khó, mà muốn theo hành đạo, theo pháp mà trung đạo của Đức Phật cũng khó nữa, thì chúng ta phải dùng trí tuệ, kiên nhẫn, tinh tấn để mà giữ cái tâm chúng ta lại, phân tích lại. Khi mà cái pháp nó tới, chúng ta phải nắm bắt cái pháp đó, bình tĩnh phân tích ra để loại bỏ những cái nào mà chúng ta thấy không cần thiết là một điều cần thiết nhất đó. Thì cái sự tu tập đó từ từ mỗi ngày lên thì nó làm cho chúng ta tiến bộ hơn, thì tâm tư chúng ta sẽ thoải mái hơn. Dạ, nó cũng gần hết giờ rồi, nói cũng đủ rồi ha. Vậy những câu chuyện mà tôi nói giống vậy có điều gì sai sót đó, xin quý vị sửa chữa và cho ý kiến. Dạ, xin trả máy lại, chúc quý vị luôn các sư, các cô tu nữ vậy đó có một buổi chiều ăn vui ha. Sa thủ Sít Kim. Sít Kim nói xong rồi cái kết luận nói như vậy cũng đủ rồi, mà thấy có thật sự cũng đủ thời gian ha. Và sự kết thúc của Sít Kim như vậy cũng rất là tốt. Nhưng mà có điều nói cái vị công tử Anitha Gantha, cái vị đó là hưởng cái phước khi mà kiếp người á, trong cái kiếp người là một cái vị xuất gia tu tập đắc thiền về cõi sắc giới và hưởng cái phước trên cái cõi sắc giới đó, chứ không phải lên đó tu nữa đâu. Lên đó hưởng cái phước và hết phước mới xuống lại cái cõi thế gian này. Thì nhớ được như vậy rồi cũng tốt lắm rồi ha. Bên cũng do cái sự khác ái, do sự mà mong muốn mà không được cho nên mới đau khổ. Và mỗi câu chuyện như vậy có một cái sự tích để cho chúng ta thấy cái nhiều khía cạnh con người vì tham muốn, vì dục ái, vì tham ái, cho nên mới sinh ra sầu ưu, sinh ra sợ hãi. Nhưng mà nhiều khía cạnh như vậy trong cái phẩm ý ái này, và đây cũng là một cái bài học để cho chúng ta đừng có đứng núi này trong núi kia. Tức là khi mà lúa chưa gặt về được á, thì mình mong ước thế này thế kia. Nhưng mà khi mà tới khi mà mình đến tận nơi rồi á, thấy trước mắt á, thì tan tầm ra mây khói. Và cái lời của mình đã nguyện, sau này tức là dâng cúng đến Đức Phật rồi mình mới ăn. Bây giờ có gì đâu mà dâng cúng Đức Phật, trước quá hết rồi. Chính vì vậy cho nên buồn rầu sầu khổ, bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng mà cái duyên lành quá khứ nó thúc đẩy để rồi Đức Phật chỉ nói lên câu Phật con này là ông ta chứng đắc thánh quả Tu Đà Phật. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được nhiều sự an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin qua lục vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Etena sacchavace na sotivo ho tu sapada. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni
và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời. Thank you.